Chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Cường vẫn tiếp tục đi thăm bẫy và cũng có một cái chủ đề mới luôn nha các bạn. Hôm nay Cường mặc đồ như thế này là các bạn biết là không phải đi thăm bẫy rồi đó. Nhưng mà vì lý do không ngày mưa gió đó, cái Cường không có thăm bẫy được để cũng 3-4 ngày rồi. Hôm nay mới có dịp thăm thì sẵn em ăn là em vợ của thằng Thọ Bắc Ông đó các bạn. Thì có rủ Cường đi thăm 6 cái bẫy này thử coi. Rồi sẵn là một chút làm clip ăn uống. Mà em ấy lại thách thức Cường á là anh có tin tôi ăn 15 gói mì không? Mình nói chung chung nữa nha. Là cả nửa thùng đó các bạn. Ông nội mẹ ơi, nghe nửa thùng mì là quéo cò luôn nghe các bạn. Đó. Thì ở đây là có em vợ của thằng Thọ tên là An, đã từng tham gia clip của Cường ở mấy cái clip trước đi bắt anh như bắt ông gùi phải không em? Bắt ông gùi. Bắt ông gùi hơn một lần, hai anh em bắt ông gùi. Đây, chào mọi người. Chào cả nhà nha. Đây là em An, đây là em vợ của Thọ Bắc Ông. Thì hiện tại ở đây có ba người các bạn. Thì Cường nè, em ăn nè, Dương Thọ nữa. Mà nó là ông chùm né camera. Đây, chào mọi người cái Thọ ơi. Kìa nó lặng mò nó kìa. Chào mọi người. Đây, Thọ Bắc Ông nha các bạn. Ok, thì điểm này Cường còn có 6 cái cạm thôi các bạn. Dưới 5 cái lờ thôi. Nhưng mà bật đồ thế này nè, sợ dơ các bạn. Nên Cường chỉ thăm kiểu mà mình thăm cho có, cho qua lệ thôi, để có dính trồn á. Nó không bị chết sình, để mình ổn các bạn. Nhìn coi nó dính hay không thôi. Rồi sẵn nó ra để mình thử cái lời nói của ông nội này có đúng không. Ăn tới nửa thùng mì rồi. Mày chết mày với tao. Cái cảm đầu tiên đó các bạn. Ê đẹp không, anh đặt đẹp không em? Vì sao biết được cái cảm được? Dậm tới mới ơi. Thôi dậm thử thôi. Nay không ăn ổn mà kêu dậm. U cái này trùng heo quá không Thọ? Là ta kêu bằng trồng hôi, trồng bạc má nè các bạn. Ủa sao gì mà không lụm nó ta? Ủa nó cũng môi kế đây mà. Mà kế cái bãi kế bên nhưng mà không lụm nó trời. À có con thằng đạp cạm nè nha, đạp bẫy nè nha. Dở dở. Dở. Ý anh nói anh trong nghề, ý anh nói anh trong nghề đó. Đạp bẫy đâu là anh biết đầu hết rồi. Ý anh trong nghề cái là Uza nè nha, thế nào mà cũng Uza nè. Nó chơi cái mang dép này là không có bị sát thương chân nha các bạn. Trừ khi cái ngón mình lọt vô trong thôi. Đó cái bẫy đó. Cái bẫy đó. Hay quá ta. Ê đủ ngay đường đi gì mà sao không có con nào đi ngang ta. Ủa vậy. Đây cái bẫy đó nè các bạn. Anh kiếm này ha. Trời, anh nói anh trồng nghề chứ thật sự anh đi anh cũng giáo giác như lắm kìa. Thấy không? Anh cũng ớn giò lắm kìa. À, trồng heo xong rồi đi kiếm trồng heo có bắt đầu ui da nè nha. Hay ta. Chắc có coi video rồi. Ôi ơi cái này đẹp cái ghê mà không sập luôn tờ. Bữa nay ba bữa rồi. Nè các bạn, đây cái cảm nè. Đó, cái dây còn nằm đó kìa. Ba bữa rồi không? Không ăn thua trời. Trời ơi cần gì mò mua đánh đừng đi mà mò gì. Rồi dính rồi kìa, trước dính rồi kìa, cũng kinh bù lâm ca. Hay cái ta. Hay cái ta. Đây cái đó nè các bạn. Cái cạm đó nè. Thua đó. Ai biết. Nó chơi chứ còn hai cái nữa trước mặt em á. Hai cái nữa là tới cây ngã là hết rồi đó. Lượm mà hai cái cuối lụm á nghe. Mấy cái đầu họ thấy em gu là hai cái cuối lụm chết bà rớt dép luôn. Dây. Ừ. Kìa tới rồi, sạc sạc rồi. Trước á gần cái cây ngã. Ui không sập luôn. Nè, này dính bìm bẹp, dính sóc, chuột tà le luôn cái này nè, cái cạm nè các bạn. Cái dây cột trong đó còn cái bên đầu bờ ảnh luôn em, đầu bờ luôn em, nhìn nó cái thấy à, cũng là cái đường đi đó, đầu bờ đó. Sao phải có lỗ không? Không luôn phải không?
đó, nghe được cái lối đó đó. Không sập luôn các bạn ơi, nè nè. Rồi, đảo ra. Đảo ra đây thăm cái lờ nè Thọ. Ở đây có cái lờ nè. Cái lờ cá. Kế đây. Nè, ăn ăn dở đi ăn. Dở thử dính luôn à. Đâu anh? Đó, đó. Thấy không? Cậu xuống hả? Em chỉ săn quần lên được mà. Mày bậy nữa. Đó, dở ra coi, cua kẹp nữa không? Cái chai. Cái chai không ạ? À? Vậy là cua kẹp em ơi, không có dính con nào là cua kẹp á. Không, cái hôm còn. Hai hôm ơi. Hai hôm nguyên thế này. Rồi, ở đây có cái lồng trồn nữa nè các bạn. Ui, y thinh luôn các bạn ơi. Nè. Đó, cái lồng rồi nè. Rồi, đi ra ngoài. Mình thử thách thách đố em ăn. Ăn nửa thùng mì nha các bạn. Ủa nãy rồi tôi nghe ông nói gì thách thức gì ăn mì gì với ngang đó sao vậy? Chắc này ông ngồi đây ông nội. Đâu, đang kiếm tiền mà. Nè. Vậy hả? Nè nè. Đây. Cường xin trân trọng thông báo quảng cáo một cái video để duy trì tài trợ cho kênh. Thì hôm nay Cường giới thiệu cho các bạn một cái trang web WinH88. Đây là game bắn cá nè, chọi gà nè, đá banh nè. Các bạn có thể tải về và đăng ký. Trước khi đăng ký thì được sẽ được tặng là 88k tiền mặt luôn nha các bạn. Rồi, và cái môn này Cường rảnh rỗi, Cường rất thích là chơi, là thích nhất là cái môn là bắn cá nha các bạn. Đó, anh em cứ tải về WinH88 ở Google và cái đường link bên dưới Cường sẽ ghim nha các bạn, ở dưới phần mô tả. Và cái game này Cường rất thích ở chỗ là khi các bạn chơi á, các bạn nạp rút tiền rất là nhanh chóng luôn các bạn. Các bạn nhớ tải về chơi nha, WinH88. Nè ông nội. Đó. Cái nào được, cái được. Dặn lên. Sao, cái này là hơn một thùng mì nha các bạn. Đào điểm, điểm, đào điểm nè. Đào em. Đào điểm nữa các bạn bao nhiêu gói? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 24, 25 gói. 25 lấy ra 10 gói nè. Hồi nãy ông nói sao? Rộng ra em. Ăn nửa thùng. Ăn nửa thùng, 15 gói đúng không? 2, 4, 6, 8. Rồi 10, rồi đó, còn lại 15 gói, nửa thùng. Đây, các bạn xem đây. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 gói này ông ăn được sao? Thêm này nữa. Đây, Cường mua thêm nửa ký tôm nữa. Cho ông ăn đây. Nó nói là nó ăn hết 15 gói mì mà tôi không bao giờ tin luôn nha các bạn. Mà hôm nay thử coi nó ăn như thế nào nha. Mà mày ăn 15 gói này là mày tính mày ăn hết hay là ăn cả nước cả cái? Chắc cái này ăn cái mà bỏ nước rồi. Là bỏ nước rồi mình ăn hết cái là mì thôi phải không? Nhưng mà cái quan trọng là ở chỗ là anh muốn biết được là em ăn cái này trong vòng bao nhiêu phút, bao nhiêu tiếng, bao nhiêu giây. Đó, từ mới biết chứ nhiều ăn sao từ ăn chứ ăn nhiều vậy là tại thằng Thọ đứng ở ngoài đây là nó hậu thuẫn cho là lúc mà ăn không nổi hay gì. Đúng rồi, mà ăn cái này là phải chính xác được là em ăn được bao nhiêu phút đúng không mọi người? Một tiếng không? 15 có một tiếng không? 45 phút đi. Cho giảm luôn 45 phút nha các bạn. Các bạn nhớ đón xem, bây giờ Cường sẽ đi bắt nước sôi và nấu con tôm này luôn rồi trụng cho nó đúng 15 gói này. Và các bạn cùng đón xem, bây giờ là không có nói được lên cái số phút mà mình chỉ để cái thời gian đó các bạn xem trên màn hình, các bạn thấy số phút nó chạy được bao nhiêu để coi nó ăn nhanh hay chậm thôi. Mà cái quan trọng nằm ở chỗ mình cần nó ăn hết 15 gói này mới tin nè, chứ nó nói bằng miệng Cường không có tin. Rồi bây giờ mình bắt nước sôi nha. Dứt nha. Dứt. Nói không? Nói. Chắc chưa? Đi. Chờ chờ, ông chắc không, ông đòi đi. Đi. Chắc không có được chứ. Chắc. 15 gói thiệt luôn hả? Ừ. Anh tưởng em nói chơi. Trời ơi, nói chơi gì, ôm mì đi rồi nói chơi. Khoan khoan, xin giới thiệu các bạn, đây là em ăn. Em vợ của thằng Thọ Bắc Ông. Em nổi. Thì 15 gói này Cường không thể tin được. Giờ mình chỉ nói là mình thích nó chơi thôi, nhưng mà giờ nó đòi ăn thiệt mà nó còn nói thèm nữa kìa. Ăn thèm đó. Em còn tuyệt chiêu nào nữa không? Ví dụ như ngoài 15 gói mì này em còn ăn cái gì nữa được không? Không, ví dụ như ăn cái ớt được. Ăn ớt được. Ớt được nữa hả? Ừ, ăn ớt được. Ăn nửa ký mà. Cái gì? Nghe nói ăn nửa ký á. Ra đây coi. Cái mặt mày nói như người ta mới tin. Đó không à. Ra đây coi. Ăn cho mấy mấy trái? Nửa ký nghe nói. Nửa ký ớt hả? Nửa ký nghe nói. Nửa ký ớt tầm và chở bản là cả trăm trái rồi trời. Làm luôn được. Trời ơi, ghê nổi. Giờ trước mắt là 15 gói này mình ăn trước đi ha. Rồi các bạn nhớ đón xem nó ăn nửa ký ớt ở clip sau nha các bạn. Bây giờ mình bắt nước sôi lên nấu cho nó ăn để coi nó như thế nào nha các bạn.
ok. Ok, thì nước sôi cũng đã nấu xong các bạn, sôi nghe các bạn. Bây giờ mình tranh thủ mình cắt mì bỏ vô lại đi. Đây 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 đây, gần cái này thọt. Đây 15 gói nha các bạn. Chứ không phải là mình thêm bớt này cắt bỏ gì nha. Cắt bập bập vô đi. Còn mấy cái gói như này nữa chứ mình để sao. Rồi là ăn chanh đó. Nè, cái chặn đây nè thôi. À, một tô hai gói hả? Một tô hai gói. Trời ăn hết không nội ghê quá vậy. À, tôm thì mình đang luộc ở bên trong các bạn. Khi nào mà mình nó chín là mình bỏ tôm vô đây là vừa rồi. Đói quá. Đói quá. Đói quá đói. Thấy trùng miệng đói bụng à. Nước cả này rồi ha. Ừ, à. Đây giờ cũng được 4 gói rồi nha các bạn. Trời trời đang mưa luôn kìa. Các bạn thấy không? À. Trời đang mưa luôn. Không đâu. Không thấy hả? Không biết mày ăn nổi không? Không biết mày ăn nổi không? Di chuyển tới luôn gần xa rồi thôi. Cho nó sống động tí. Có cần đậy nắp không em? Rồi mình bắt thêm một cái tích nước nữa là dừa với 6 gói kìa nữa đúng không? Là một tô 2 gói nha các bạn. Đây quay gần đây nè, rồi nè. Một tô 2 gói đã mềm rồi nè, nó giờ chỉ để bịch niêm vô thôi. Để đi chút bỏ thùng rác. Nhiều rồi, 6 gói hả? 6 gói. Còn 8 gói nữa phải không ta? Là 9 gói nữa. Đâu rồi. Rồi, làm thêm 2 gói nữa nha. Dứt vô, nè kéo lên. 2, 4, 6, 2 gói nữa là 8. Tôi này phải 3 ha. Hồi nãy sao tôm đổ mì ra luôn kìa, đổ nước lượt luôn. Cái này bịch niêm hết rồi phải không anh? À, là luộc tôm nó chín chưa? Đang luộc không? Trời ơi trời, tôi nói thiệt nha. Một mình tôi thôi, ăn cái tô này không hết. Mà tính ra nó 15 gói chạy ra nó tầm 6 tô này phải không? 6 tô á. 6 tô hoặc là 7 tô rồi các bạn. Ông ơi trời, nói ra từ. Còn mấy gói đây? Đây đây các bạn xem đây. 2 4 còn 7 gói các bạn. Cố gắng nước sôi tới là 7 gói này là dứt rồi bây giờ hiện tại. Dứt trước. Dứt trước. Dứt trước đi. Dạ mình nha. Đó, dứt trước đi. Rồi các bạn cùng xem nha. Thì chờ tôm nữa là để tôm như là giờ bắt thêm 1 phút nước nữa. Quay tiếp tục em nói ngồi ăn kiểu mà canh chừng em nói giùm anh. Thử cái được bao nhiêu có mì à? À, à đúng rồi. Đâu ra động viên em Út mình coi trời. Sao em động viên rồi coi. Trời ơi là trời nó ăn kìa. Hay quá. Mưa luôn, nó ăn mà ông trời ông cảm động mưa luôn á trời. Thấy kìa. Úi, đang trời mưa luôn nha các bạn. Chút lâu, có gì đâu. Trời ơi trời. À, một tô 2 gói là 4 tô 8 gói. Vậy là 8 tô 16 gói phải không? Vậy là phải 8 tô 7 tô. Đúng rồi, 7 tô, chính xác. Chính xác 7 tô 15 gói nha các bạn. Thì bây giờ nước thì mình chăm không có kẹp rồi. Thì nó ăn tới đâu mình chăm tới đó nha các bạn. Rồi tôm chín nữa là bỏ vô là vừa. Hay quá ông nội ơi. Căng ớt không? Ăn ớt không? Còn trái một trái. Cho một trái hai trái vô tủ thọ. Ôi ơi. Mình sẽ để nguyên bản cái video luôn các bạn. Không cắt ghép, không tua nhanh luôn nha. Để xem em ấy ăn được bao lâu và ăn được bao nhiêu gói.
kinh hoàng. Thì các bạn ơi, lần đầu tiên Cường mới thấy cái cảnh này. Cường một gói thôi là đã teo cơ rồi. Mà nó ăn 15 gói. Ê, nhắm 15 gói hết không em? Đó, nguyên bọc ớt luôn kìa, cho bọc ớt. Kinh, kinh thiệt. Rồi, mang ớt coi cái coi. Vô, cố lên, cố lên. Trời ơi, trời ớt mà nó cắn gì mà ngọt sớt vậy? Ông nội ơi. Trời ớt mà nó cắn ngọt sớt à. Trời ơi. Kinh hoàng thanh niên. Đây, tôm tới rồi các bạn ơi. Đây. Có tôm. Nè, gấp vô em. Nè, lấy đũa bỏ hai con vô vô tô, mỗi tô hai con. Hết một tô rồi. Cố lên, cố lên. Nước sôi nhanh lên em ơi. Nước sôi nữa là cỡ khoảng 3 tô nữa nghe các bạn. Rồi. Sạch cái nha các bạn, còn nước thôi nè. Trời ơi trời, hay vậy trời. Rồi bỏ qua một bên luôn em ơi. Một tô đã ra đi. Nè, tôm tôm tôm. Dứt vô đó. Trời ơi, trời ơi, hay thiệt ta, không nhận hay. Này nó hơi nóng. Hơi nóng quá, mình ăn nó hơi phơ, nó nóng quá, mình nuốt vô nó đau lắm, nó phỏng miệng đó các bạn, phỏng lưỡi đồ á. Chứ thật sự nếu mà nguội thì nó này nó luôn cái một mà. Nhìn cái cách ăn này là nó ăn kiểu mà heo mà. Ôi ôi, hay thiệt ta ơi. Nó ăn đổ mồ hôi luôn rồi, cái này. Không, này có quạt gió tự nhiên rồi. Quạt gió thiên nhiên. Thỏ thỏ, anh nhờ em cái thỏ. Em lại em nó hát cái tô mì này bỏ đi rồi, cái để cắt hai gói mì vô cái tô đó. Ờ đúng rồi, hát bỏ vô buồng chuối kìa, đúng rồi. Đúng rồi. Nước uống không? Rồi đi lấy nước luôn thôi. Nước ở trong nhà kìa. Lấy bình nước. Lấy cái ca nước đó đó. Ờ đúng rồi. Xì tin luôn, uống vô ải chĩa luôn. Xì tin Thái đàng hoàng. Xì tin Thái. À, thường á là cái triệu chứng mà ăn mì gói với mà uống nước ngọt á các bạn, nó dễ ải chĩa lắm. Đây, bây giờ thêm hai gói nữa, cái tô khi nãy em ấy vừa bỏ ra các bạn. Đó. Trời ơi. À, cái này nào no bể bụng, còn nào đói đói chết bè luôn. Nào no là no bể bụng thiệt, còn nào đói là đứng ngoài là đói luôn đó. Ngấy chưa? Nó mỏng trời. Tô này là tô thứ hai thì nó chạy ra mới có 4 gói à. Ăn 15 gói. À, không biết có thiệt không đi. Thôi kệ, đổ đi nào, không hết tôi ăn. Ớt đó, ớt đó, thì coi thêm ớt, ăn tôm vô đi cho đỡ ngấy. Ờ đúng rồi, ăn tôm vô cho đỡ ngấy. Đó, hồi nãy Cường còn bỏ riêng 10 gói ở ngoài các bạn. Là mình nấu 15 gói. Cái vỏ vẫn giữ nguyên hiện trường đó nghe. Để quay kết quả cho mọi người cùng xem. Ừ, thấy nó ăn mà đổ mồ hôi luôn các bạn. Nó để hồi mình nó lỡ quá ăn xong nổi. Thì đúng rồi, nó ăn tới đâu mình chăm tới đó thôi. Chứ đừng có chăm liền. Giờ gắn cho nó ăn hết tô này đi rồi mình hết tô này mình mới dám chăm tiếp nha các bạn. Chứ giờ nếu mà chăm liền nó nở lắm, nó nở là mình ăn rất là ngấy luôn. Cường vẫn giữ nguyên máy các bạn, không cắt, không ghép, không tua luôn. Để nguyên hiện trường để mà chân thật đến với người xem. Để coi em ăn được bao nhiêu cái mì. Thì lúc đó mình mới tính tiếp phải không? Thì các bạn thấy cái video này hay, nhớ cho Cường một like, một đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Thì tiếp đây anh em sẽ đáp ứng các bạn một cái video tiếp theo như là ăn ớt nè, rồi gấp và xi măng bằng găng nè. Đó, còn nhiều chiêu lắm, anh em cứ like và đăng ký chia sẻ cho video này, ủng hộ video này thì anh em có động lực để làm cái video tiếp theo. Thì cái chuyện động lực thì không có nói đi, nhưng mà giờ động lực để ăn hết 15 gói mì này nó mới gọi là quan trọng.
Trời ơi, con tôm nó còn ăn không hết nữa chứ, nó chỉ có mì. Thôi cứ lo mì trước đi. Anh nói gì nói nha, tại vì anh là người thuyết trình và dẫn chương trình. Thì cái miệng bô lô thôi, chứ còn em ăn cứ ăn nha. Đừng có quan tâm gì về anh hết. Hãy hướng về tô mì. Tô mì đang chờ em. Cố lên. Còn miếng nữa là sắp đứt tô đó nữa rồi. Còn miếng nữa à. Dư tôm thì bỏ qua bên luôn em. Dư tôm bỏ qua bên tô khác luôn. Đúng rồi. Rồi xong một tô. Còn cái cho nó dắt hết. Uống nước cái đã. Pha nước không? Pha nước cho lợn lợn không? Uống chỗ đã. Không được. Rồi đây là tô thứ hai. Sạch cái nha các bạn. Trời ơi, nãy giờ 11 phút rồi. 11 phút hai tô. 11 phút mà mình tính đi cái lúc mình ờ đúng rồi, 11 phút từ bắt đầu 11 phút luôn. Nãy giờ 11 phút rồi đó. Hai tô là 4 gói. Nãy giờ nó 4 gói rồi đó. Tô này nữa là 6 gói nè. Phải uống nước có ga rồi nó mới tiêu đúng không? Ăn tôm vô cho đỡ ngáy nha. Từ từ. Tôi thấy bọc ớt uy tín rồi đó. Tôi còn nghe tin động trời hơn nữa là nó ăn cả nửa ký ớt đó các bạn. Bạn thấy ghê không? Chảy mồ hôi luôn ông ơi. Em tô dứt hai gói tiếp vô cho nó nữa. Thì không, em cứ cắt đi. Cắt đi. Tại vì mình để lên bàn để trưng bày cho mọi người cùng xem luôn. Đâu đó rõ ràng. Không để thừa thiếu cái gì hết. Mình cứ cắt thôi, còn chăm nước là chuyện chăm sau mà. Còn mấy gói? Còn 5 gói. 5 gói bỏ lên bàn luôn. Này. Rồi đúng rồi đó, lấy hai gói ra cắt trước. Đổ tô đó ra bỏ. Đây là tô thứ hai đổ bỏ ra các bạn. Đổ nước. Đó. Đây hai gói cho em đây, cái kéo dưới kìa, cái thùng kìa. Cái ca này em để dưới đi em, uống là lấy lên uống ha. Đó. Đây hai gói tiếp theo nữa các bạn. Giờ còn 3 gói nữa nè. Cứ lay gai, không có. Cứ lay gai không có cần thiết giờ dắt gì hết, em cứ ăn sao đúng hết 15 gói. Tao gù cắt nhanh vậy mày. Dân cắt chuyên nghiệp mà. Quá trời nở rồi. Đổ nước lên trước là nó nở lắm, tao phải ăn từ từ chăm thôi. Ăn tới đâu chăm tới đó mà nóng với bà sao chịu nổi. Đổ quá nở ăn sao nổi. Không nổi đừng cắt nữa. Ừ, quá nở rồi. Không mình cắt thôi chứ trên đây mình đâu có chăm đâu. Rồi đó. Tô thứ ba rồi đó. Đây chào mọi người luôn em. Đây bé Na nhiệm vụ là chăm mì. Ê chăm gói kia kìa em, sao chăm gói này? Gói kia đang lỡ dở nè. Đừng chăm nữa, nó nở. Rồi lỡ chăm cái kia luôn rồi. Từ từ. Được rồi, lấy cái nước này qua đây lại đi. Để không nó nở tào lao nữa. Đúng rồi, cái nào nở rồi cái đó. Rồi đó, vậy đó rồi. Lấy đôi đũa nè. Đôi đũa sớ cái này nè. Sáng này lỡ quất tô cơm. Mở dây nạch ra. Mở cái dây quần ra. Ăn không nổi thì dần nha, không ép nha. Tới đâu hay tới đó. Cảm thấy không nổi thì ngưng, không ép. Qua cái video này thì Cường cũng xin nhấn mạnh với mọi người là tại sao mà em ăn nhiều như thế mà ca Cường lại chỉ là đãi mì với tôm thôi mà không cho em ấy một chút kinh phí gì đó. Thì Cường cũng xin chia sẻ với các bạn là lần đầu làm cái này thì Cường cũng chưa có kinh phí gì mấy, nên được nhờ các bạn ủng hộ đăng ký kênh hoặc là chia sẻ kênh rồi lượt xem lượt view rất là nhiều, thì lúc đó Cường sẽ chi trả kinh phí thêm cho em ăn ngồi ăn mì như thế này đó. Thì ví dụ như lần sau mà anh em có xem cái video tiếp theo của em ăn tiếp tục làm một cái trò gì đó thì Cường sẽ bỏ ra
vài trăm ca gì đó để trước mặt của em ăn luôn, để em ăn có động lực để ăn nè, rồi cũng có để động lực gọi là sao ăn cho nó sung sức cho các bạn cùng xem nha. Chứ nếu mà không không gì thì nó rất là hơi là nhàm, nhưng mà thật chắc ra đây là đang thách thức thôi. Để coi em ấy như thế nào, rồi có gì để clip sau mình sẽ chu toàn hơn cho các bạn xem nha. Ăn không nổi nghỉ nha, không ép nha. Kinh quá thiệt. Cái tướng bài lớn mà nó ngồi nó ăn mấy gói mì. Thì video này cũng không khuyến khích các em làm theo nha, tại vì ở đây là người ta có kinh nghiệm, người ta đã từng ăn rồi, còn bắt chước theo là rất nguy hiểm các bạn. Nếu mà ăn nhiều quá cũng không tốt cho cơ thể đâu. Thì anh em coi thì coi giải trí thôi nha, cũng như là động lực, tạo động lực cho video. Thì anh em có thể là đăng ký like chia sẻ để ủng hộ tinh thần của em ăn hơn, để có gì em ăn tiếp tục làm những cái video mới hay hơn đó. Thì cũng nên, đừng có nên bắt chước nha, ăn cái này nhiều quá khó thở lắm á, vừa nóng mà vừa khó thở nữa, ăn nhiều cũng đâu tốt đâu, đâu tốt sức khỏe đâu. Không được nghỉ nha, không ép nha. Tới đâu hay tới đó. Wow, còn hai tô mà thêm ba gói ngoài nó tới ớn ăn rồi đó. Video 16 phút rồi đó. Cũng tôi cũng đâu có nhiều phút đâu, ăn nhanh mà, có 16 17 phút mà. Anh em có thể cho em ăn một động lực, đó là đăng ký like chia sẻ video để video được lên cái xu hướng. Thì tiếp tục sau đó thì Cường sẽ gửi kinh phí cho em ăn, tiếp tục làm những cái video sau hay hơn. Đây là cái like, cái đăng ký, cái chia sẻ này là cũng như là cái động lực cho em ăn, ủng hộ em tiếp sức em ăn, ăn đúng 15 gói mì. Chắc không nổi đâu. Không nổi Ngân nha. Nào, vậy là bây giờ là hiện tại là đang ăn, hồi nãy đổ hai tô phải không, là tô thứ ba, ba tô vậy là sáu gói à. Vậy là chạy không có sáu gói thôi. Sáng này ăn hết tô cơm. Ăn hết tô cơm hả? Vậy là em ăn đã bỏ cuộc các bạn. Vỗ tay cho em ăn cái coi, vỗ tay, trời trời kìa, nó ngồi nó vỗ tay rồi. Ok, ngồi nghỉ đi em, đừng ăn nữa, đừng có gắn nữa, để mà ở đây thì chút đây mình trụng mình ăn luôn đúng không, cho chút thọ mình nó hai gói nè thôi chứ nhiêu trời. Thì tại sáng tối quá quốc không tô cơm mà, nãy giờ đổ ba tô này các bạn, một tô hai gói thì chạy ra em ấy ăn được sáu gói rồi các bạn, sáu gói. Ok, let's go. Đó, thực chất không như mong đợi nha các bạn, em ấy đã hứa với Cường là 15 gói nhưng mà ăn không nổi, tại vì hồi sáng có ăn sáng rồi đó, bây giờ ăn không nổi thì các bạn ơi, mà mình cũng không có ép đâu, làm video cũng giải trí thôi, mà em ấy ăn được 6 gói là cũng là kinh hoàng các bạn, chứ thật sự ra con người mình mà ăn 6 gói ăn cao lắm 3 gói rồi các bạn, ăn 6 gói quá ghê quá dữ. Một phần mình hơi bị sai lầm ở chỗ là các bạn biết gì không, mì quá nở đúng không em, phải nên nó em, không em nở thấy cái cọng mì nó chà bá. Không, cái này người thường, người cỡ nào cũng ăn không nổi, tại vì nó quá nở các bạn. Bây giờ phải rút kinh nghiệm là chăm tới đâu là ăn tới đó nè, mà nó còn nguyên cộng. Hai gói còn nhiêu nè. Không, tại vì mới lần đầu mình quay đó, mình chưa có rút được cái kinh nghiệm mà. Đúng rồi. Cái lỗi của nó nằm ở chỗ là mì quá nở các bạn. Nếu mà thách thức ăn người ta sẽ trụng khô. Mì khô. Trụng rồi đó, nhưng mà lấy ra liền, đem ra liền là em xử liền luôn. Xử liền. Đó cũng mới gọi là đúng không? Nhưng mà em ăn 6 gói này mà tính ra cả nước nó nở như vậy thì nó chạy ra thành ra 10 gói luôn.
nó nở. Có thể trên 10 gối luôn nha các bạn, nên các bạn thông cảm cho video này nghe, chứ không phải là em ấy không phải giữ không giữ lời hứa, mà thật sự ra nó nở quá rồi mình ăn không nổi nữa. Mà tính ra 6 gối mà nó ăn nở kiểu vậy cũng gần 10 gối rồi các bạn, nên các bạn thông cảm nha. Nhớ like cho anh em có động lực nha. Thôi thì giờ cũng mệt và đuối rồi. Anh em cũng xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ ủng hộ cho em ăn, thì cho anh em ăn có động lực đăng ký like chia sẻ video này để em ăn tiếp tục làm cái video là ăn nửa ký ớt, đúng không? Phải không? Nói thay rõ ràng coi. Nửa ký ớt không? Đó, ngồi xuống đây coi. Đó. Cái đó ăn được đó. Nửa ký ớt đúng không? Tại vì hồi sáng này uống là 2 chai xì tin, 1 tô cơm. Rồi em có điều gì muốn chia sẻ với mọi người xem không? Không biết nói sao. No quá mệt các bạn. Thì nói chung ra em cũng cảm ơn khán giả đã xem, nhớ ủng hộ cho em là được. Rồi thì video này cũng xin tạm dừng tại đây. Anh em cho em ăn động lực thì để anh em ăn tiếp tục ra cái video là ăn ớt các bạn. Ăn ớt xong rồi tới xách xi măng bằng găng nữa nè. Thứ dữ không á. Chứ còn cái chuyện ăn nhiều ăn ít này hay này ngán lắm các bạn, nó ngán lắm. Tùy theo bữa chứ không phải là ngày nào mình cũng ăn được như ngày đấy. Đúng rồi, ăn mình nói bằng miệng thôi, chứ còn thật sự tùy theo tình huống với lại lúc mình đang đói hoặc là mình đang thèm nữa. Nó có nhiều lắm. Cho cắn dùng miệng cắn bao xi măng 50kg là na đi đó. Dùng miệng cắn bao xi măng 50kg na đi bình thường các bạn, rồi ăn nửa ký ớt đến 1 ký ớt nha các bạn. Thôi thì video cũng đã dài, thì đến đây anh em cũng xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem hết clip nha. Bye bye, xin chào. Chào cái thỏi.